Hello, xin chào các bạn đến với kênh của mình. Hôm qua có cái bạn mà là comment kêu mình vẽ cái logo avatar của bạn đó nè. Cái logo avatar của bạn đó nè hiện lên nè các bạn. Thì bây giờ mình vô vẽ luôn nha các bạn. Đầu tiên á là mình sẽ vẽ cái hình trước nha các bạn. Cái hình chứa cái chữ trong á. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để ủng hộ kênh mình nha. Rồi mình vẽ chữ sờ chấm W chấm A. Rồi A. Rồi bôi đen nó. Cho chữ sờ nó to lên chấm W chấm A chấm tờ. Được rồi nha các bạn. Mình cho nó lên cao cao chiếu để mình bôi đen nó. Mình cho cái chữ, mấy cái chữ đó nó đậm đậm lên chiếu như các bạn. Rồi được rồi, mình kéo nó ra, kéo dài nó ra cho bằng cái hình vuông ở ngoài luôn, hình chữ nhật đó nha các bạn. Rồi vậy được rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ tô màu vô, đổ màu vô như các bạn. Các bạn biết tại sao mình tô màu vàng không? Chứ mình tô màu vàng để làm cho mình một lát mình tô cái khung ngoài màu đen cái nó hiện lên, còn mình tô màu đen là nó trùng nha các bạn. Không được, mình vẽ không được đâu nha các bạn. Phải vẽ lại đó. Thì mình đã vẽ xong rồi nha các bạn. Các bạn nhớ bấm đăng ký và bấm chuông để nhận thông báo ha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo.